phía Tây Hà Nội, một khu vực đang được đánh giá là nơi an cư lý tưởng, nơi cư dân thủ đô luôn muốn tìm về với những lợi thế nổi bật như quy hoạch thông minh hiện đại, an ninh đảm bảo, mật độ dân số vừa phải, cộng đồng cư dân dân trí cao, giao thông kết nối thuận tiện. Tuy nhiên, trên chính mảnh đất được cho là tiềm năng và lý tưởng ấy, một số khu biệt thự cao cấp đã hình thành từ nhiều năm trước như Trung Hòa, Nhân Chính, Yên Hòa hay khu đô thị Mỹ Đình còn đang quy hoạch mở, an ninh chưa được đảm bảo tốt nhất, tiện ích không gian xanh chưa đủ đáp ứng nhu cầu của cư dân, vận hành quản lý chưa được đầu tư dẫn đến sự xuống cấp không xử lý kịp thời. Đây liệu có phải là một môi trường sống thực sự lý tưởng, cộng đồng khách hàng thượng lưu đang cần nhiều hơn như thế? Trong khi đó, tại bờ bên kia của thủ đô Hà Nội, một chất sống riêng sớm đã được kiến tạo bởi chủ đầu tư Vingroup tại khu đô thị Vinhome Riverside. Trong đó, không thể không nhắc đến phân khu Bảng Lăng, không phải trung tâm khói bụi mà là ven sông Thanh Bình, không phải phố phường chen chúc mà là riêng tư biệt lập, không phải quán xá ồn ào mà là tiện ích xứng tầm. Giới thượng lưu phía Tây cũng đang chờ đợi một Vinhome Riverside Bảng Lăng như thế, một dự án hội tụ những giá trị đẳng cấp khác biệt, cuộc sống riêng tư thượng lưu đích thực, được quản lý vận hành với dịch vụ xứng tầm. Cuối cùng, mong muốn đó đã thành hiện thực, tiếp tục là dấu ấn mang đẳng cấp Vingroup, đó là Vinhome Green Villa, tọa lạc tại vị trí vàng ở trung tâm phía Tây Hà Nội, đủ gần để kết nối, đủ cách biệt để tìm kiếm sự bình yên, không gian riêng tư biệt lập cho những trải nghiệm đẳng cấp, đặc quyền thượng đỉnh cho chất sống đỉnh cao, tất cả gói gọn trong 98 căn biệt thự độc bản Vinhome Green Villa, 98 căn biệt thự độc bản, 7 mẫu kiến trúc địa trung hải, tổng diện tích 13,7 ha, mật độ xây dựng 30%, 4,2 ha diện tích cây xanh mặt nước, một quần thể khép kín, đề cao giá trị sống riêng tư đón chờ những chủ nhân tương lai với một chất sống khác biệt, tiện ích đẳng cấp, trải nghiệm đỉnh cao, không gian sống hài hòa, được tận tâm chăm sóc bởi Vinhome, đơn vị quản lý vận hành hàng đầu Việt Nam, yên bình, biệt lập mà vẫn ở trung tâm hệ sinh thái Vingroup với trung tâm thương mại Vincom Megamall, trường liên kết quốc tế Vinschool, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, khu vườn nhật độc đáo gần gũi với thiên nhiên, riêng tư biệt lập, riêng tư đặc quyền, riêng tư thượng đẳng, đầu tiên và duy nhất tại phía Tây thủ đô Hà Nội. Vinhome Green Villa, mảnh đất địa lợi, chỉ còn chờ những mảnh ghép nhân hòa,